mắt anh út thì 120 nha con. Đây này. Con thấy không? 120V này. 120V nha. Đây, trạm loa này. Hàng lưu kho nha các bác, nhìn này các bác, nhìn cái trạm này. Nó như thế này mà. Đấy. Và những cái jack này. Đấy. Sáng tròn luôn này. Đấy. Đường kính vào là có 6 ly. Đấy, cái này tí so xem. Đây các bác cùng xem này. Nhìn cái trạm loa là biết hàng tồn kho nha các bác, hàng lưu kho. Vâng, và sau đây em qua các bác cùng xem cái gọi là từng con để các bác cùng xem tại sao em về bốn con như này, gọi là hàng tồn kho nó như thế nào nha. Nhân tay sở hữu cho bác những model này cực kỳ hay. QSC 1500A. Đây các bác, trước tiên mình xem ruột gà này. Mới keng rồi nha các bác. Nói chung là hàng tồn kho đó các bác. Phía chân mạc của con này nha. Cạnh hông này. Đấy. Những dòng QSC đều trang bị 4 cầu điện hết nha các bác. Nhưng nó đang ở thị trường nào về thì nó mang điện đó thôi. Bốn con này em đấu Mỹ về nên là đang mang là điện là 120V. Hoặc là những con này là hàng nội của thị trường Mỹ đó. Các bác muốn xài điện 220 thì mình trước khi hàng đi các bác phải nói em chuyển điện cho các bác nha. Đây. Có gì này. Ốc ác này. Như mới. Nhìn cái trạm loa nó không có dấu hiệu xài này các bác. Bác thấy không? Hiếm lắm mới được về được những con như thế này đâu. Về được này về 4 con nha, bác anh nhanh tay alo cho em này. 120V này các bác, 120V đó. Ở thị trường Mỹ thì nó đề 120V. Ở thị trường Nhật, nếu xuất thị trường Nhật thì nó sẽ để là 110 100V. Còn nếu mà xuất cho thị trường châu Âu thì nó sẽ để là 220-224. Đấy. Con tiếp theo này. Trong con nào cũng vậy nha bác. Tại vì nó trong lô, trong cái kho Mỹ là hàng tồn kho đấy. Lưu kho đó quá, nó không có dùng. Chỉ bụi thôi, về em thôi bụi hết rồi, đổ mới nữa quá. Giả mang luôn. Cái này nó gần mấy cái máy kia quá. Đấy. Đây các bác. Đây. Thiếp chưa? Tem cờ là nguyên. Rồi. Đây các bác xem. Như mới. Nhiều con các bác thấy 1500 nhìn của ốc này, nó bị sẽ bị rỉ này. Những con này không có hàng tồn kho quá. Ở trong một cái không khí rất là tốt. Đây. Này các bác thấy. Tem cờ, nói chung tem cờ từ khi đập hộp ra nó không có thiếu gì. Từ phía sau cho đến trong máy. Hàng thị trường Mỹ là tụ nó tụ màu tụ xanh nha. Còn những hàng xuất thị trường Nhật đồ là nó sẽ tụ màu tụ đen. Các bạn thấy khít nè. Đây nguồn là zin từ A tới Z, nói chung A tới Z luôn nha các bác. Nét là đẹp long lanh luôn nha. Hiện tại như còn 3 con nữa các bác. Bác không lấy thì alo cho em. Một con một bác thì chốt rồi. Giá tốt quá các bác. Bình thường mình có thời điểm trước thì phải mua con này với giá 10 triệu. Có khi khó khan hàng tới 10 triệu rưỡi mới có một con. Mà nó hay đó các bác, những con này quánh hay lắm. Nhiều đối thủ mà deck hơn nó vài triệu đánh không lại luôn nha các bác. QC mới 1500A bên em đang giao các bác là 8.700.000. Bao gồm phí ship được tặng kèm một bộ da ba lan nha. Hiện tại chắc còn 3 con các bác. Thôi em chiến sĩ chào hẹn gặp lại các bác nha. Thì qua giới thiệu vậy thôi. Các bác nào có lấy thì liên hệ trong hai số điện thoại trên. Cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên, chiến không đủ thì bớt 200 còn 8.500.000. Chiến không đủ là 8.500.000 nha các bác. Còn cọc tiền thì vẫn 8.700.000, cọc thì khoảng 1 triệu trở lên nha.